Tấn công và tấn công, người mộ có lẽ sẽ phải cảm thấy có phần choáng ngợp trước những gì mà Barcelona đã thể hiện trong trận đấu buổi tối qua trước Valencia. Một trận đấu hừng hực khí thế tấn công được huấn luyện viên trưởng Xavi cùng các học trò tạo ra. Thế trận đã khiến cho cả cầu trường của sân vận động Mestalla nín bặt khi phải chứng kiến đội nhà bị nã vào lưới tới 4 bàn, thậm chí đối với các culé lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ rằng đội bóng của họ lại có một trận đấu tưng bừng đến vậy ngay trên sân khách. Với 5 sự thay đổi người so với trận đấu hồi giữa tuần với Napoli ở Europa League, Xavi đã mang tới hàng rời một đội hình vô cùng trẻ trung và đầy năng lượng. Hàng công với sự xuất hiện của Ferran Torres cùng Dembele, sức sống từ những cái tên hàng tiền vệ như Frankie de Jong cùng Gavi, tất cả đã soạn ra cho những culé một bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. So với những gì đã thể hiện ở cuộc đối đầu với Napoli tại Europa League, sự vô duyên không còn là điều mà Barca thể hiện tối qua. Bàn thắng đầu tiên của Aubameyang trong màu áo mới cũng đã được chân sút người Gabon thể hiện đầy ấn tượng. Dưới nắng rực rỡ của Mestalla, cựu tiền đạo Arsenal đã cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Một tình huống thoát xuống nhờ vào tốc độ và sự khéo léo để vượt qua hậu vệ đối phương, để rồi sau đó một tình huống dứt điểm trái phá, đưa bóng đi vào góc gần nhưng không cho thủ thành đối phương bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Bản chất của một sát thủ đã được Aubameyang chứng minh cho tất cả các cô lề thấy rằng khi có được nguồn cảm hứng thì anh đáng sợ ra sao. Cú nhảy Santo quen thuộc của Aubameyang có lẽ cũng là điểm báo cho thấy rằng đây sẽ là một ngày đầy hứng khởi của Barca. Các cú lê cũng không phải chờ quá lâu để có cơ hội ăn mừng bàn thắng thứ hai cho các vị khách. Sự hứng khởi của Blaugrana tiếp tục được thể hiện nhờ một tình huống tấn công nhanh, gọn. Đường truyền điểm rơi chính xác của Jordi Alba đã Ousmane Dembele vào tình thế không thể thuận lợi hơn để kiến tạo cho De Jong ghi bàn. Chỉ chưa đầy 10 phút sau pha lập công của Alba, Barca nhân đôi cách biệt ngay trên sân của đối phương. Nguồn cảm hứng mà Barca có được đến từ hai cái tên không nhận được quá nhiều kỳ vọng, đó là Dembele cùng Aubameyang. Chân sút người Gabon dù mới chuyển tới Camp Nou mùa đông vừa qua, nhưng sau những lùm xùm và phong độ không tốt ở Arsenal, có lẽ sẽ không có quá nhiều các culé đặt niềm tin vào anh chàng này. Trong khi đó, Dembele vốn đã được cho là không còn quá nhiều cơ hội để thể hiện mình dưới thời của Xavi. Nhưng trong một ngày mà Barca của ông thầy người Tây Ban Nha chơi đầy cảm hứng, thì đây là hai gương mặt sáng chói tại Mestalla. Aubameyang hoàn thành ngày thi đấu hoàn hảo với cú đúp chỉ 5 phút sau đó. Cú đúp có lẽ sẽ giúp cho số 25 cởi bỏ được gánh nặng về mặt tâm lý. Nhưng câu chuyện về mặt cá nhân có lẽ sẽ không phải là điều đáng nói duy nhất ở chuyến hành quân của Barca tới Mestalla. Những nỗ lực của bầy rơi chỉ giúp cho họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 ở đầu hiệp 2, trước khi Petri chứng minh cho tất cả thế giá trị của bản thân bằng pha dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm ấn định tỷ số 4-1 cho các vị khách. Trong một ngày ánh nắng của Mestalla là quá rực rỡ, bầy rơi dường như không đủ sức để gượng dậy trước sức tấn công quá mạnh mẽ tới từ Barcelona của Xavi. Nỗi buồn của người này ắt cũng sẽ trở thành niềm vui của kẻ khác khi mà các culé có lẽ đang mường tượng về một tương lai sáng lạ hơn sau trận đấu tối qua. Một trận đấu mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như đã khiến Barca lột xác sau màn trình diễn đáng thất vọng của giữa tuần. Vẫn còn đó một Blaugrana chơi rực lửa và đầy nhiệt huyết, nhưng các vị khách đã có được tới 4 bàn chỉ với 6 cú sút, và đặc biệt hơn với 6 cú sút của các vị khách đều đi trúng khung thành. Trong khi đó hồi giữa tuần, cuộc tiếp đón Napoli ở Camp Nou đã chứng kiến tới 21 cú sút từ phía đội chủ nhà, nhưng chỉ có 5 trong số đó đi trúng khung gỗ và chỉ một trở thành bàn thắng. Rõ ràng sự hiệu quả trong những pha dứt điểm của Barcelona đã đổi chiều hoàn toàn chỉ trong vòng trọn vẹn có 3 ngày, một hiệu suất thực sự ấn tượng. Cái cách mà Barcelona áp đặt cũng như kiểm soát thế trận trong thời gian gần đây có lẽ cũng khiến cho các culé phải cảm thấy phấn khích. Ở trận đấu với Napoli trên thánh địa Camp Nou, đoàn quân của Xavi có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 67% so với đối thủ, và trận đấu vừa qua với Valencia, các vị khách cũng có tới 64% thời lượng kiểm soát bóng. Những con số thống kê này có lẽ sẽ khiến cho các culé phần nào cảm thấy giật mình, bởi đó là những con số đã từng khiến đại đa số người hâm mộ bóng đá thế giới cảm thấy mê mẩn vì lối chơi tiki-taka chứ danh, mà chính Xavi đã trở thành linh hồn cho lối chơi đó. Nhưng có lẽ bạn sẽ bất ngờ hơn khi mà khả năng kiểm soát bóng của Barcelona vẫn luôn được duy trì như vậy, kể cả trong quãng thời gian khó khăn bậc nhất hồi đầu mùa giải. Trung bình đội chủ sân Camp Nou sở hữu 64,7% thời lượng kiểm soát bóng. Thậm chí Barca cũng đã từng có khả năng cầm bóng tốt hơn rất nhiều trước Atletico Madrid hay Real Madrid. Nhưng vấn đề lớn nhất của đội bóng này là không thể chuyển hóa lợi thế đó thành những bàn thắng cụ thể. Để rồi mọi chuyện đang dần thay đổi kể từ khi Xavi trở về mái nhà xưa, không cần tới những chiến thắng tưng bừng, không cần những lời phát biểu ngạo nghễ,
nhưng Xavi đã từng bước xây lại từng viên gạch ở thánh địa của gã khổng lồ giữa Catalan một cách chậm rãi. Chắc chắn những hạt sạn là điều không thể tránh khỏi ở giai đoạn này, nhưng ít nhất Xavi khiến cho các culé có thêm niềm tin vào một Barca thi đấu tự tin và phóng khoáng hơn rất nhiều. Ông thầy 42 tuổi đang biết cách biến khả năng kiểm soát trái bóng của Barca trở thành thế mạnh để đội bóng này mạnh dạn tấn công hơn. Trong cuộc đối đầu với Valencia, Xavi đã tung Pedri vào sân với ý đồ điều hòa khu vực trung tuyến khi đã có một khoảng cách an toàn. Nhưng với sự tự tin của tuổi trẻ, sao trẻ của xứ sở bò tót đã khiến tất cả phải lặng im sau cú sút xa đẹp mắt của mình. Vốn là một cầu thủ không thường xuyên tung ra những cú dứt điểm như vậy, sao trẻ của Barca thực sự đã khiến tất cả phải bất ngờ. Dù là ở đấu trường Europa League hay sân chơi La Liga, Xavi cũng đang không ngần ngại truyền đạt sự tự tin với các học trò của mình. Ở môn Barca, hãy tự tin cầm trái bóng hướng lên phía trước, chứ không phải rơi vào vòng luẩn quẩn ở khu vực quanh vòng tròn trung tâm. Đó đã từng là hình ảnh quen thuộc của Barcelona thời điểm trước khi huyền thoại người Tây Ban Nha trở lại nơi đây. Những tình huống chuyền bóng mông lung ở khu vực giữa sân và không có bất kỳ một mục đích cụ thể nào. Để rồi phương án cuối cùng của Barcelona chỉ là đẩy ra hai cánh và hướng tới những pha tạt bóng vu vơ vào phía trong vòng cấm. Giờ đây không còn đó lối chơi tiki-taka truyền thống, Xavi biết cách để tạo ra một đội chuyển rất Camp Nou với lối chơi trực diện nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Hai pha làm bàn của Alba và De Jong đã cho thấy Barca đang có cách tiếp cận mới với khung thành đối phương cực kỳ hiệu quả, nhờ vào những đường thả bóng vào phía sau hàng hậu vệ đối phương. Cùng với đó là khả năng băng cát chọn vị trí của tiền đạo mà các học trò của Xavi đã có được một chiến thắng giòn giã. Kể cả cho tới những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, vị trí đức gia của xứ sở bò tót vẫn quyết định tung Adama Traore và lúc De Jong vào để giúp hai cái tên này tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Dù biết cơ hội lật ngược của đối thủ gần như là bằng không, nhưng Xavi muốn từng học trò của mình đều phải có được cảm giác ghi bàn và đó chính là lý do ông tung hai cái tên này vào. Thậm chí, nguồn cảm hứng tấn công của Barcelona còn được Xavi lan truyền tới những học trò phòng tuyến của Blaugrana. Pha đánh gót đẹp mắt khi được tung vào sân của Sergio Busquets đã phần nào cho thấy sự thoải mái về mặt tâm lý của đội bóng này quan trọng tới nhường nào. Cựu tiền vệ Barca sẵn sàng đứng hò hét, chỉ đạo các học trò phải nỗ lực đưa bóng lên tuyến trên dù khoảng cách đã là 3 bàn và trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút. Rõ ràng sự chủ động từ cách nhập cuộc, cách triển khai thế trận cho tới cách kết liễu đối thủ của Barca đều đang mang tới những nét tích cực. Mỗi khi một huấn luyện viên mới đến với bất kỳ một đội bóng nào, sự kỳ vọng luôn là điều không thể tránh khỏi, nhất là đối với những đội bóng đang rơi vào khủng hoảng. Tâm lý của các cổ động viên ắt sẽ là sự kỳ vọng và một cuộc cải tổ trong tương lai gần. Nhưng khi đã lựa chọn Xavi là kiến trúc sư để xây dựng lại Camp Nou, có lẽ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ đội bóng đều hiểu rằng họ không được phép vội vàng với gương mặt này. Những sai lầm là có, nhưng ít nhất những sai lầm đó khiến các cổ động viên của Barca hiểu được rằng nó cần thiết cho những thay đổi của tương lai. Với một đội bóng vĩ đại như gã khổng lồ xứ Catalan, việc đốt cháy giai đoạn hoàn toàn có thể trở thành con dao hai lưỡi, đánh gục đội bóng này bất cứ lúc nào. Để rồi cho tới lúc này, Xavi Hernandez đang giúp cho các culé thấy được rằng ông đủ sức để đi từng bước chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn để có thể tái thiết nơi đây.